Sau đây là kết quả xổ số Phú Yên, thứ hai, ngày 20 tháng 11 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 4. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 7, 1. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0706, 7225, 5712. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 1798. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 35979, 66546, 75325, 56101, 03710, 42995, 46303. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 00806, 36694. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 40166. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 87226. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 829687. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 829687.